Ngày 7 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cho Phú B tổ chức trao quà tiếp bước đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2023-2024 trên địa bàn phường. Qua đó, hội đã trao 20 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm tập, sách giáo khoa và cặp với tổng số tiền trên 11 triệu đồng do nhóm sang sẻ yêu thương, châu đốc hỗ trợ đây là những phần quà hết sức ý nghĩa tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường học tập cũng như khích lệ động viên tinh thần các em chuẩn bị bước vào năm học mới đồng thời giúp các em học sinh có thêm động lực cố gắng dương lên trong học tập và cuộc sống